Hello mọi người, các bạn đã trở lại với Wine Wine. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn pha chế 3 loại cocktail rất là thích hợp cho mùa hè. Và cả 3 cái món cocktail này đều làm từ rượu vodka. Công thức thì đã có sẵn trên mạng nhưng mà mình biến tấu lại theo cái khẩu vị riêng của mình. Và mình cũng đã tối giản công thức lại để tìm ra một công thức mà sử dụng ít nguyên liệu nhất để các bạn có thể dễ dàng làm ở nhà. Ok, bây giờ mình bắt đầu nha. Cheers. Đây là một cái loại cocktail có cái màu sắc rất là bắt mắt luôn, phải nói là nhìn là muốn uống ngay á mọi người. Và cái thành phần mà để tạo nên cái màu này đó chính là Curaçao, là một cái loại rượu pha chế màu xanh mà nó được làm từ vỏ cam. Và những cái trái cam này chỉ được tìm thấy ở Curaçao, một cái đảo nhỏ ở Caribbean. Khi mà mình uống cái cocktail này thì mình sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của ginger beer, là cái bia mà có vị gừng á. Ngoài ra thì có cái vị ngọt nhẹ của Curaçao nè, vị đắng của vodka và có một cái vị chua nhẹ của nước chanh nữa. Uống rất là đã khác luôn. Cheers. Cheers. Mimosa thì là một cái loại cocktail mà mình rất hay order khi mà đi ăn brunch với bạn bè. Một cái ly mimosa truyền thống thì thường là sẽ có hai nguyên liệu chính, đó là rượu champagne và nước cam. Cái ly mimosa hôm nay của mình sử dụng nước chanh dây thay vì nước cam và mình cũng cho thêm rượu vodka nữa. Khi uống vào thì nó sẽ nặng hơn là mimosa bình thường nhưng mà nó cũng sẽ thơm hơn nha mọi người, tại vì cái nước chanh dây nó rất là thơm. Các bạn có thể thay nước chanh dây bằng những cái loại nước trái cây khác mà các bạn yêu thích ha. Cá nhân mình thì mình cảm thấy là xoài, cam và đào là ba cái loại nước trái cây mà rất thích hợp để pha mimosa, bởi vì cả ba loại nước trái cây đó nó đều có một cái vị chua nhất định thì uống nó sẽ không có bị ngán. Cheers. Thank you.
này mình nghĩ là phải uống với ống hút thì sẽ dễ hơn. Đây là một cái loại cocktail mà dành cho những cái tín đồ thích uống các loại cocktail đá xay ha. Dưa hấu thì mình cảm thấy là một cái loại trái cây thích hợp nhất cho những cái loại thức uống giải nhiệt rồi. Để làm cái loại cocktail này, các bạn lưu ý là chúng ta xắt dưa hấu nhỏ ra, xong chúng ta bỏ vô trong ngăn đá để tránh đông lại thành những cái cục đá dưa hấu á. Thì khi chúng ta xay, chúng ta sẽ không cần bỏ đá nữa, chỉ cần bỏ rượu vào là xay lên thôi. Các bạn nào mà thích uống ngọt hơn thì các bạn bỏ ít rượu champagne lại. Mình thì mình không uống ngọt. Các bạn thấy là mình bỏ champagne lúc mà mình pha rượu, khi mà xong rồi mình còn chế thêm rượu champagne nha, tại mình thích cái ga của rượu champagne, nó uống mình thấy nó giải khát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái vlog lầy lội tiếp theo. Chào tạm biệt.